Này nguyên cái rừng Nu Gò Công nha các bạn. Rừng này nó liền nguyên khối luôn nè. Nó liền được một cái thân luôn, nó liền, liền thân. Nó liền một cái thân trải dài. Cái chiều ngang của cái rừng này là khoảng một cái dải rừng. Nó có 2 4 6 2 4 6, 7 cây. Hồi xưa cái thân mẹ là nó té rồi cái thân này ra nè. Rừng trên thân nó hơi khó nhìn tí xíu nha các bạn, tại cây nó nằm trong cái chậu lớn, mình không có để lên mình quay được, bự quá. Chiều ngang nó khoảng 45 á, chiều cao nó cũng khoảng 45, chiều cao của cái cây cao nhất nè. Còn nếu cái tàn ngang thì rộng hơn, mình đo cái đoạn nạc này là khoảng 45 á. Khó nhìn tí xíu nha các bạn, khó nhìn quá. Mấy cây này đa phần nha, cây này đóng cái kiện cũng lớn rồi, nhổ ra nó bự lắm. Khó nhìn các bạn, chưa khó nhìn chứ. Còn anh em nào lại gần thì câu thực tế đi cho nó dễ. Cũng rậm rạp tùm lum tùm la. Chậu này mà chậu mình đang trồng trong chậu là chậu 8 tấc à, 8 hay chậu 7 gì vậy? Chắc chậu 8, chậu 7 gì quá, chậu xi măng chậu 7 quá, chậu đường kính 7 tấc à, đúng rồi, chắc đường kính 7 tấc à. Cái bụi rừng, dãy rừng Nu Gò Công nha bạn.